Đây là cái nhà dựng lên cái đền thờ các anh hùng liệt sĩ, trông rất lớn. Nó hơi ngược sáng, hơi khó nhìn luôn. Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn. Vừa đi ngang qua đây thấy một đền thờ các liệt sĩ Trường Sơn, để vào thắp nén nhang. Đại ngàn cái làm nhỉ, đây là gần như là cao nhất cái gì đấy, mình thấy cái đỉnh cao nhất là nó không chừa, nó không đốt sạch nữa. Các bạn thấy hùng vĩ Trường Sơn, ngày xưa là các cụ hành quân trên vượt các núi đèo. Bạn nhìn đồ trọc vậy thôi chứ đang trồng cà phê hết rồi, cà phê mới cao su. Ở đây là dưới, bên dưới này, xa xa này là mặt chốt bảo vệ khu tưởng niệm. Lấy mình lên thì anh vừa chạy lên, anh tưởng làm gì, chạy lên thì thấy mình thắp nhang lên là anh quay xuống. Anh bộ đội, đây là một đơn vị bộ đội được giao nhiệm vụ là bảo vệ khu vực này.